sau Melia hồi trẻ bắt đầu của mình là đến Melia Hà Nội, và trong cái vlog ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn biết là Melia Hà Nội có những cái dịch vụ gì, okay, những cái trải nghiệm gì nha. Rồi các bạn hãy giao cho mình với danh review khách sạn Melia Hà Nội trong chuyến đi ngày hôm nay. Melia Hà Nội là một trong những khách sạn cao nhất trong lòng thủ đô, có sân đón trực thăng riêng, do đó từng là nơi đón tiếp rất nhiều nguyên thủ thế giới ghé thăm, ví dụ như nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Khách sạn được xây từ những năm 1999, phòng tổng thống ở đây rộng 185m², có thể ngắm trọn vẹn hồ Hoàn Kiếm. Cách bố trí và họa tiết ở đây được trang trí rất là đẹp và sang trọng. Thì đây sẽ là một cái phòng là Twin Suite. Hôm nay thì tụi mình check in vào thì trời là mưa, trời đang mưa. Hy vọng là ngày mai trời sẽ nắng, sẽ có ánh sáng đẹp để sống ảo. À, bên này có một cái toilet nữa. Đúng rồi, một toilet khách và một toilet chính của mình. Toilet trong này thì rất là rộng nè. Có cả phòng tắm nè, phòng tắm đứng nè, rồi bồn tắm nè. Rồi hai bồn rửa mặt ha. Đồ với lại gương luôn, có két sắt này nọ đủ hết. Cái này sao mở ta? Ở đây này, mở này. Ok, thì đó là cái room tour của mình, mình bỏ hành lý vào đây. Chào các bạn, hiện tại thì anh và Nhân đang ở tầng 20 của khách sạn Melia Hà Nội. Có một cái điểm đặc biệt ở cái tầng này đó chính là cái hoàng hôn, và bây giờ là 6 giờ rưỡi chiều và hoàng hôn nó xuống rất là đẹp và long lanh. Thì anh cũng sẽ đưa cho các bạn một vòng để xem là sự long lanh của cái The Level vào lúc hoàng hôn nha. The Level Lounge là không gian riêng dành cho khách VIP, có The Level Benefit tại các khách sạn mang thương hiệu Melia. Có trà chiều, evening cocktail và ăn sáng, khách cũng có thể check in riêng trên tầng này. Ok mọi người, bây giờ tối nay Nhân và Thanh đang có mặt ở đâu đây ạ? 6B đường Thanh, chả cá Thanh Long, một cái món ăn rất là nổi tiếng ở Hà Nội. À, đường Thanh ha. Khi mà cá lăng ra thì mình sẽ xào cá lăng trước, bỏ hành, bỏ thì là vào sau 2 phút xong rồi chờ bước tiếp theo, chờ anh kia. Touch Space ở Hà Nội, ở 20 Bà Trưng, gần gì đây? Gần phố đi bộ. Phố đi bộ. Hồ Hoàn Kiếm ha. Đây là một cái nơi có không gian rất là đẹp, cà phê được thiết kế theo một cách hiện đại. Ở trên thì có một cái bar ha. Nước uống ở đây thì cũng khá đặc trưng. Tới Hà Nội thì sẽ không uống cà phê. Đây là ly gì nè? Tên rất là hay. Chiếu Trang. Đây là chắc chua và đây là nước dưa hấu, ba ly nước một đều màu đỏ. Vậy tại vì tụi mình muốn có cái vị hồi chua chua ngọt ngọt nên mình thử cái này. Uống xong có thể chứa chan không? Chứa chan hả? Cái này là chua chát này. Chứa chan. Cái này chua hơn. Cảm thức của Nhanh hơn. Cái này chua. Cái đồng thì chua hơn. Những người mà học tập như vậy là rất là thành công. We'll be right back.
Ok, bây giờ thì anh hãy dẫn các bạn đi đến quầy ánh sáng lầu 1 nha. Và để coi quầy ánh sáng ở đây của Media Hàn Quốc có cái gì. Quán tên gì nhỉ? Cửa Đông. Ừ. Quán này nổi tiếng món gì? Bún chả và nem. Một phần bún chả đây, một phần nem rán là 15 k, phần bún chả là 60. Bún chả là 65 k. Đúng rồi, 65 k. Nem rán là 15 k. Nước ép phân loại và mình có giá trên trên menu luôn rồi. Mình gọi gì người ta tích vào đây thôi. Ok, bây giờ phần ăn là đến rồi, bây giờ mời nhân review cho mọi người cùng biết ha. Rồi, đây là phần ăn của mình ha. Đây có một cái phần rau với là bún đây. Chả, chưa thấy nè, như chưa có nè. Đúng rồi, review chả, bún chả chứ nè. Chung trộn lại mà hướng ăn rất là vừa. Cái nước chấm người ta làm vừa. Thịt nước cũng vừa, không có bị khô. Giờ này là vì tụi mình ăn khá là lỡ cỡ. Sau đi chùa Trung Quốc là bài rồi. Thì đó, 2:40 cho nên là chắc là chưa đông lắm. Rồi nem rán rồi nè. Đây. À, nhân review nem rán cho mọi người biết luôn nha. One shot, một shot là ăn hết luôn cái bánh này nha. Cái miếng nem rán rất là giòn luôn. Cắt đôi ăn. Còn nó mỏi luôn á, bốc khói nè. Rồi, nhúng nào. Nhúng ha. À. Trong thì có nấm mèo, có thịt bún. Nóng phòng biển hả? Nóng quá. Nhúng cho nó bớt nóng nè. Cái này mình ăn bánh tết là khó miệng á, không ăn được bánh tết của người ăn. Bỏ bánh ra ngoài mọc dính luôn nhưng mà rất là giòn. Ở trong có giá nữa. Với phòng gym, khách có thể tận hưởng dịch vụ gym 24 giờ lúc nào cảm thấy căng thẳng vì công việc có thể đến đây giải trí, tập luyện. Khách có thể tập và uống nước detox làm mát cơ thể. Khách sạn còn rất là chu đáo, cung cấp một phần táo giúp bổ sung calo khi khách lưu trú tập xong. Hello, xin chào mọi người. Bây giờ mình đang ở đường sách đúng không? Đúng rồi, phố sách Hà Nội. Phố sách Hà Nội kế bên khách sạn Melia Hà Nội luôn. À, sát bên cạnh luôn. Đi bộ 2 phút, trong ngoài sát bên cạnh ha. Đâu, 2 phút gì? Bước qua bên cạnh luôn mà. Ngay bên cạnh cái tường là Melia Hà Nội luôn. Thì tiếp tục. Bây giờ mình sẽ review phố sách Hà Nội coi ở đây có cái gì. Thế anh cũng hy vọng là sách của Thế Anh đang nằm trong đây. Mình đi coi thử có không. Đi kiếm thì coi sách của Thế Anh tên gì ạ? Sách là Content Creator, hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân nha. Hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân của Phan Thế Anh. Mọi người tới ngay sách đường sách Hà Nội thì nhớ tìm nha.
bỏ qua bánh phở cuốn. Đây, bây giờ chiều hôm nay Nhân mà thấy anh đang có mặt tại phở cuốn. Phở cuốn Vũ Xá. Vũ Xá. À, thì đây là một cái, không phải là nãy mình tụi mình tới thì mình tưởng là tên quán, nhưng mà đây là tên đường. Đúng rồi, tên đường. Cho nên là bên này 625 cũng có, rồi bên kia 627 cũng có nữa. Ai mà tới lần đầu thì có thể là sẽ bị ngỡ ngàng như tụi mình nãy. Nhưng mà thực ra là một quán ha. Rồi ở đây thì tụi mình ở trong này quán thì có khá là nhiều món, tuy nhiên thì tụi mình chọn gọi ra 4 món. Đầu tiên đó là phở cuốn đặc trưng của như này ha. Và thứ hai đó là phở chiên trứng này, phở chiên trứng này. Phở chiên phồng và phở trộn. Đó, mình gọi ra em. Cháu ơi, cháu nước lên đi. Ngon nè. Cũng là lạ. Cảm nhận nè. Là lạ. Lạ ha. Lạ như thế nào? Phở cuốn có thịt bò đúng không? Ừ, trong này có rau, hơi con sợi bắp cái nọ, cái kiểu cũng ngon. Giống giống bánh cuốn ha, nhưng mà khác là nhân thịt bò. Và đó là những trải nghiệm mà Thế Anh và Nhân đã có trong chuyến staycation ở Melia, Hà Nội. Các bạn hãy chờ đón vlog về Melia 3 vị của mình nha.